Dù điện mặt trời là loại năng lượng tái tạo được khuyến khích đầu tư, nhưng rất nhiều doanh nghiệp đang khóc đứng khóc ngồi vì những thông báo dừng thanh toán tách điện lưới từ ngành điện. Bỏ ra khoảng 90 tỷ đồng, đầu tư 6 MW điện mặt trời trên mái nhà xưởng. Tưởng đâu sẽ tự chủ nguồn điện cung ứng nhà máy, đảm bảo sản xuất ổn định, thậm chí có phát sinh nguồn thu để xoay dòng tiền từ việc bán điện. Thế nhưng gần 2 năm qua, doanh nghiệp này lại đứng ngồi không yên. Năm 2022 đã có lúc ngành điện thanh toán gián đoạn. Năm 2023 chính thức thông báo, từ ngày 31 tháng 3 tạm dừng thanh toán. 30 tháng 6 tách điện lưới nếu hồ sơ pháp lý không đảm bảo. Điều đó khiến đơn vị không biết xoay sở ra sao với khoản đầu tư gần 100 tỷ. Trong đó, khoản vay ngân hàng chiếm đến 70%. Vào 2020 thì doanh nghiệp có đầu tư hơn 60 MW cho cái điện solar. Tuy nhiên cái thời gian gần đây thì doanh nghiệp gặp khó khăn về vấn đề thanh toán cái điện cho điện lực. Và doanh nghiệp cũng đã nhận được cái thông báo của điện lực là về cung cấp cái giấy phép xây dựng cho cái hệ thống solar. Nếu như không đáp ứng thì sắp tới sẽ dừng thanh toán và cắt đấu nối lên hệ thống lưới. Thì cái việc đó rất là khó khăn cho doanh nghiệp. Cái thứ nhất là không thanh toán thì sẽ vướng về vấn đề là về tài chính của doanh nghiệp khi đầu tư solar với cái chi phí cũng tương đối lớn. Cái thứ hai nữa thì là khi mà cắt cái hòa lưới thì doanh nghiệp sẽ không sử dụng được cái nguồn năng lượng hiện có, thì nó sẽ gây ra là cái lãng phí. Hàng loạt doanh nghiệp là nhà đầu tư điện mặt trời áp mái tiếp tục kiến nghị tới chính quyền và cơ quan chức năng các địa phương, đề nghị tháo gỡ khó khăn cho các dự án do chính sách từ điện lực. Nhiều quy định về môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, giấy phép kinh doanh đều là yếu tố phát sinh, còn nhiều ý kiến trái chiều, khó thực thi, gây khó khăn cho cơ sở. Trong khi đó, ngành điện lại chính thức thông báo sẽ cắt hợp đồng, dừng mua điện, bất chấp việc các nhà đầu tư đã bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng để đầu tư theo khuyến khích của chính phủ. Doanh nghiệp cũng mong muốn là điện lực và các sở ban ngành giúp hoàn thiện sớm, thống nhất các giấy phép xây dựng cũng như các giấy tờ khác để liên quan, làm sao để cái doanh nghiệp có thể hoạt động, sử dụng năng lượng cũng như là bán cái nguồn năng lượng đó để phục vụ chung hệ thống điện quốc gia. Theo yêu cầu của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, sẽ đảm bảo 100% các dự án, hệ thống điện mặt trời, mái nhà trên địa bàn được xác định hoàn tất việc bổ sung hồ sơ pháp lý theo quy định. Các trường hợp dự án, hệ thống điện mặt trời, mái nhà chưa đủ điều kiện hưởng cơ chế khuyến khích của chính phủ, thì tách đấu nối hệ thống khỏi lưới điện quốc gia và tạm thời ngưng mua điện cho đến khi có chỉ đạo bằng văn bản của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.